Điều đó sẽ gây nguy hiểm cho người nghe vì những tình huống quá phấn khích. Jacques, đây là lối chơi của họ, sử dụng bài tập thuần thục vào trận đấu ngày hôm nay. Enmito, sao anh ấy có thể sút được cú như vậy? Vâng, cần phải chấp chịu các cơ hội. Quá tệ. Họ đã rất cố gắng với pha bóng vừa rồi nhưng vẫn có một pha phát bóng lên. Huyền thoại, Raikin, Hernan Crespo. Cản bóng rất mạnh mẽ, tức là bóng đã văng hơi xa. Enmito, Stefan Effenberg, Alan Shearer, Franz Beckenbauer, huyền thoại Andrei Shevchenko. Huyền thoại Stefan Effenberg. Hiệp 1 đã trôi qua, anh cảm thấy như thế nào? Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, chúng ta có thể thấy tâm trạng của đám đông. Họ hoàn toàn không cảm thấy vui mừng cho tới khi bàn thắng này đến. Điều duy nhất mà tôi có thể cho rằng là điểm nhấn của hiệp 1 đó là bàn thắng. Hernan Crespo. Giờ thì anh ấy đang nhận được sự hỗ trợ từ đồng đội của mình. Rất cố gắng, bóng đã chạm cầu mất rồi. Franz Beckenbauer. Jacques. Vâng, và anh ta đã tung được cú sút. Bóng vẫn còn trong sân. Lối chơi đã bị phá vỡ, quyền kiểm soát bóng đã thay đổi. Bóng được truyền lại giữa hai cầu thủ này. Huyền thoại Hernan Crespo. Bước hai phòng thủ đã sẵn sàng để ngăn chặn được tấn công này. Đến cơ hội. Cơ hội. Một cú sút tuyệt vời. Bàn thắng tuyệt vời. Một đều. Enmito, huyền thoại Lothar Matthäus. Chúng ta có thể thấy sự hỗ trợ tuyệt vời đến từ cả đội. Andrei Shevchenko. Có một số bất ngờ trong pha di chuyển này. Jacques, cản bóng tốt nhưng anh ta đã không thể khống chế được nó. Huyền thoại Dennis Bergkamp, siêu sao Drogba. Anh ta có thêm sự hỗ trợ khác từ đồng đội. Bóng được truyền lại giữa hai cầu thủ này. Họ đang không nắm được cơ hội để giữ được bóng. Huyền thoại Lothar Matthäus. Jacques. Giờ thì hãy cùng xem hàng thủ sẽ đối phó như thế nào với tình huống này khi mà đối phương đang đưa bóng tiến gần sát tới khung thành. Đây là một cơ hội thật sự rõ rệt. Anh ta có khoảng trống. Chúng ta sẽ được chứng kiến một cú sút từ vị trí này. Bóng vẫn còn trong sân. Vâng, đúng như bàn thắng đã ngay trong tầm tay rồi. Huyền thoại Dennis Bergkamp. Huyền thoại Raikin. Có vẻ như anh ấy cần sự trợ giúp, đồng đội của anh ấy đang dâng lên từ phía cánh phải. Pha tấn công lớn đã được tổ chức. Chúng ta vẫn không thể biết điều gì sẽ đến trong 5 phút cuối cùng của trận đấu. Tỷ số vẫn đang được duy trì ở mức cân bằng. Ta có thể thấy anh ấy đang cố gắng tung ra một cú sút rất căng. Anh ta đã chuẩn bị sút bóng. Đó là bàn thắng cho đội Brazil trong thời khắc quyết định của trận đấu. Một bàn thắng quan trọng đến vào những phút cuối cùng của trận đấu, chắc hẳn đó sẽ là bàn thắng quyết định tỷ số của trận so tài này. Và cuối cùng thì họ cũng đã làm được. Vâng, tôi cũng nghĩ là nó lại đến vào lúc này. Một bàn ấn định tỷ số. Họ ghi bàn khá trễ, nhưng còn hơn là không có bàn thắng. Chúng ta đã lao vào và ngay giờ đây trọng tài đang ra hiệu kết thúc trận đấu.